chấp ngân thù. Có tinh thần dân tộc, dân chủ, một đảng hay là đảng, tôi vẫn muốn là cái người Việt Nam mình quản lý truyền thông. Thực tế hiện rất nhiều năm nay là những cái kênh truyền thông chính mà liên quan đến chủ là BBC, RFA và RFB. Mà tôi theo dõi hơn 10 năm nay rồi, là đứng ở người theo chủ nghĩa dân tộc, là tôi thấy là chúng ta nói gì thì nói vẫn bị nước ngoài họ chi phối. Cái việc chúng ta đi lại sứ quán ấy, có thể là cái vấn đề mà dân về nhân quyền cũng là một cái vấn đề tốt, nhưng mà chúng ta có thể trao đổi với phía người mà đang chống lại nga, không phải chống mà ít nhất là ý kiến khác, thì nó thì sẽ giảm bớt phụ thuộc vào cái yếu tố của nước ngoài. Còn hiện nay tôi thấy thực tế là kênh truyền thông của Biên Phía Dân Chủ là chưa có một cái gì cả, ngoài những cái blog thì không được tính làm kênh truyền thông, blog Dân Làm Báo hay là blog Bosit. Quan điểm của tôi vẫn là blog cá nhân, hoặc là Xuân Diện vẫn là blog cá nhân, nó phải là một website hay là một cái kênh nào đấy mà nó ít nhất là thể hiện một kênh truyền hình thì là tốt. Tất nhiên là kênh đấy để bảo đảm mà kỹ thuật an ninh thì có thể là để cho một người Việt Nam ở nước ngoài mà họ quản lý. Tại vì giống như việc bây giờ thì tôi cũng biết là rất nhiều người quản lý, tất nhiên họ sẽ phân công đấy để tránh là cái chuyện mà bị mất kênh, à bị cái kênh đấy bị mất, cái user đấy bị hack thì các bạn phải tự bảo mật. Nhưng cơ bản là phải có một kênh truyền thông của người Việt. Nhưng mà liên quan ý kiến của bạn Nguyễn Tượng nó thì tôi nghĩ là có khả năng là họ sẽ không dám có sự đối thoại, vì cái đấu tranh dân chủ này phần lớn là phụ thuộc vào ngoại bang. Mà nếu mà không trả lời trên BBC và khả năng là sẽ bị cắt tài chính, hoặc là những tổ chức như Ngo NGO ấy, đây những tổ chức đấy nó nằm dưới cái sự những tổ chức của Mỹ, nhưng mà thực tế không phải là của chính quyền Mỹ mà rất nhiều tổ chức đứng sau là CIA nhá. Đúng rồi, CIA. Cho nên là tôi là người tham dự dân tộc là tôi xác định chuyện đấy. Các bạn vô tình là gián điệp. Đúng rồi. Những cái chuyện thông tin đấy là rất nguy hiểm. Tại vì tôi kể một ví dụ là hồi xưa là có một tổ chức, hồi xưa tôi cũng quan tâm võ thuật mà, tôi biết có một tổ chức thuần túy là dạy võ và dạy tiếng nước ngoài, tôi không nói nước nào, nhưng mà thực chất được sau nó là cơ quan tình báo, tôi không nói một nước nào. Cái đấy là biết rất rõ. Cho nên cái này là các bạn là thực sự là vô tình là có thể bảo là các bạn là gián điệp tiếp tay cho có thể là cái lúc đấy hiện giờ chưa chống mình, nhưng mà những thông tin đấy ra ngoài nó là không ai. Cho nên tôi muốn kênh truyền thông đấy là dù bất đồng chính kiến, kể cả các bạn chống đảng cộng sản được, nhưng mà nó là phải của người Việt quản lý. Có để nước ngoài mà can dự vào ấy thì cũng giống như mà tôi thế gọi là tay sai bán nước ấy. Có cái chuyện tay sai tôi cũng chưa biết, nhưng mà như cái ý kiến của tôi mà trước tượng đài công viên Nguyễn Trãi, là nếu mà trong trường hợp xấu nhất là những người thuần túy dân tộc mà nó hơi cực đoan đấy là cũng phải lưu tâm với các bạn theo một cái chiều hướng khác. Cái tất nhiên không phải riêng tôi mà có thể những cơ quan chức năng về an ninh cũng như là ví dụ đất nước mà có vấn đề gì về chiến tranh không? Không phải chiến tranh mà tất cả quan điểm của anh ấy là theo chủ nghĩa dân tộc thì tất cả người đấu tranh ấy, nên họ có một kênh truyền thông nào đấy chứ không nên phụ thuộc vào nước ngoài. Tại vì hiện nay xưa nay chỉ đưa tin thì chỉ có mấy bốn kênh toàn của nước ngoài ấy, mà đa số là Mỹ. Mà biết đâu những người làm lãnh đạo của những cái đài đấy là có thể là họ là ăn lương của chính phủ Mỹ, hoặc là chưa nói đâu xa xôi là của CIA. Tôi cũng không phải là gọi là nâng cao quan điểm đâu, nhưng mà tại vì cái kinh nghiệm hoạt động xã hội của tôi là tôi biết là có những người ở Việt Nam hay nước ngoài chỉ có dạy võ với cả gọi là trao đổi văn hóa, nhưng mà thực chất là tình báo của nước ngoài. Tôi không nói nước nào thôi, còn có thể các bạn liên quan có thật các bạn sẽ hiểu. Các tổ chức nó không đơn giản là thuần túy là chính phủ hoạt động xã hội đâu. Nước Nga rồi tổng thống Putin ấy, đây có là phải dẫn tiếng Anh của Phạm Minh Táo nhỉ? Không, tiếng Anh đấy nó có con thì không, ý em nói cũng trong tương tự đấy, có nghĩa là dạy mở lớp tiếng Anh miễn phí, nhưng mà thực chất sau đó là tuyên truyền. Không, quan điểm của anh nó khác. Quan điểm là cái việc chống đài không thì nó là trong nội bộ người Việt Nam với nhau, mà không nên để nước ngoài họ can dự quá sâu vào. Thế thì em nói là khi Việt Nam dừng mà chưa chắc những người kia dám đến đây, bởi vì là khi những người kia trả lời cho những kênh BBC, RFA ấy là người ta sẽ được tiền bản quyền. Không, tiền thì có khi không được đâu. Có được. Tại vì không phải tại vì phát biểu trên BBC nhiều, nhiều không được tiền đồng nào đâu. Đấy là không là. Jimmy Nguyễn Vinh ấy chỉ cần bán một bức ảnh
cho bên BBC được kiện. Thế mới có sự kiện là Nguyễn Tân Thắng và GV Nguyễn Thái Bình cãi nhau về một tấm ảnh. Cái đấy thì anh không rõ, nhưng mà anh phát biểu trên BBC Voa RFI nhiều nhưng mà chưa được đồng nào ạ. Bây giờ anh nghĩ là cái đấy cũng không đúng. Phát biểu trên thế thì miễn phí thì chắc người ta không dám theo. Với cả thứ hai là khi mà đã chống cộng như thế mà đi theo một cái đài của cộng sản thế nôm na vậy thì vô hình chung là những người bên kia sẽ nói bọn này đang bị nhồi sọt. Nhưng mà khi họ mở kênh đi, anh rất ủng hộ mở kênh để mời những người như anh Trần Nhật Quang đến để mà trao đổi, họ cũng họ làm để họ mời được. Đến tranh luận ở Vietvision không có nghĩa là đi theo Vietvision, nhưng mà đến tranh luận Vietvision là để tấn công Vietvision. Nhưng mà ông nghĩ kiến trúc ấy, họ sẽ trở về với niềm tự hào với đồng bọn họ đấy, tao vừa đi chống Vietvision đấy. Chứ không phải là họ đến với Vietvision thì có nghĩa là bị bên đồng bọn sẽ bảo là đi theo Vietvision, không phải thế. Theo ý kiến của cháu là như vậy, người ta không dám đến bởi vì cái là ít kinh tế là đằng sau. Như vậy thì hóa ra là họ đấu tranh là ít kinh tế. Cái đấy thì anh không rõ lắm, nhưng đấy, mà bởi vì là em biết được cái thông tin là GV Nguyễn Như Vinh và Nguyễn Nhân Thắng tranh nhau bức ảnh bản quyền cho BBC thôi. Đấy là chỉ một bức ảnh thôi ạ. Cái đấy thì anh không biết cái chuyện đấy, và anh nói chung là anh không quan tâm đến tiểu tiết đấy. Nhưng mà cơ bản là anh rất muốn là một kênh truyền thông nào của người Việt Nam, có thể là ở cái kênh như đấy ở hải ngoại, nhưng mà kênh đấy của Việt nó đúng như một tờ báo giống như BBC là anh cũng ủng hộ. Hoặc là nếu mà họ không ngại về di dân hoặc là gọi là mang danh là ủng hộ làm trạng thì họ mở kênh đi. Nếu rất nhiều người tự dưng nhân sĩ trí thức mà không mở một kênh như anh chứ nói là người ta quá yếu kém rồi. Người kia là mình thẳng đấy là xấu hổ ấy. Họ chống cộng sản ấy không phải chỉ vì tiền, mà một cái rất quan trọng là để họ thỏa mãn cái lòng hận thù của họ. Và vì cái lòng hận thù ấy họ sẵn sàng xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng vu lên động cơ mà đấu tranh đấy thì đấy. Thôi phải để dịp khác, và nó cũng nhiều dạng. Mình cũng phải, tại vì có người cũng bỏ danh lợi ra là họ thuần túy là vì tư tưởng, chứ mình giống như Lê Công Định ấy. Đang vợ đẹp con khôn mà cũng là triển vọng, nhưng mà đấy, cái đấy mình có, tất nhiên họ vi phạm đến đâu thì nhà nước xử lý, nhưng mà mình cũng là một cái luồng đấu tranh chứ không phải thuần túy họ vì tiền. Cũng có một số là họ cũng như anh nói là vì tư tưởng, chứ không hẳn là họ vì họ lật, cũng họ động cơ lật đổ cộng sản đấy. Nhưng mà họ không phải vì tiền, thì bản thân họ cũng đang sống trong nhung lụa, giống như Cù Huy Vũ vậy ạ. Chẳng qua là vì cái tư tưởng ông vậy thì ông làm quá đấy thì ông bị đi tù, và ông bị cũng như là ân xá đấy. Nhưng mà ông không phải đấu tranh vì tiền. Thế là những nhà đấu tranh đã không vì tiền, họ đấu tranh vì sự hoang tưởng, đúng không? Thì là quan điểm của hoang tưởng thì quan điểm của họ là cái tôi họ rất cao, họ có thể lãnh đạo được cả một đất nước, họ có lãnh đạo được một cái quần chúng nào đó. Đấy là tao quyền này, giống như anh nói là tao quyền, cũng là tao quyền. Theo em là sự hoang tưởng, tư tưởng lệch lạc, cái tư duy nó lệch lạc, mà có thể gọi là thiệt cận tức là nhìn gần, tức là chỉ nhìn được gần nên không nhìn được xa hơn. Thì trong triết học người ta gọi là phiến diện, tức là anh chỉ nhìn một chiều chứ anh nhìn đa chiều. Ví dụ như ấy, nhưng mà ấy, nếu mà tranh luận với họ ấy, thì có thể góp phần làm cho họ hiểu ra, họ đỡ bị lệch lạc. Anh nói ví dụ như cái hội luận của Tiến Nam nhé. Tiến Nam có đưa ra ấy, là cái luận điểm là các liệt sĩ Việt Nam Cộng sản Đảng ấy, khi thực dân Pháp hành hình họ ấy, họ hy sinh ấy, thì họ chỉ hô Việt Nam vô năm thôi, chứ họ không hô Quốc dân Đảng quang vinh. Đấy là nói thấy Đảng Cộng sản, đúng không? Đấy, thế thì Nguyễn Tiến Minh ấy, Nguyễn Tiến Nam ấy thiển cận, tức là chỉ nhìn được đến đấy thôi, đấy chứ không nhìn xa được nữa. Thế thì okay, hôm đấy để khi nào anh ở Việt Nam trao đổi cho nó rõ hơn. Thế bây giờ em cũng chỉ là nghe, bản thân đứa em đứa này em nghe chứ em không bình luận để khi nào họ. Những cái thì anh trả lời rất nhanh, đấy. Họ cứ đưa ra cái gì là anh trả lời được ngay, tức là mình bẫy họ. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người dẫn động. Trong lòng người...